Nuôi trùng quế bằng phụ phẩm nha Đam Hư. Nuôi trong thùng nhựa tại nhà để chúng ta có một cái nguồn phân trùng quế để bón cho cây, rau củ quả ngoài ban công sân thượng. Và cái nguồn trùng này có thể là chúng ta nuôi cá kiển cũng rất là tuyệt vời nha mọi người. Đây, đây là những cái bể nha đam bỏ đi. Chúng tôi đã tận dụng nó để làm thức ăn nuôi trùng quế. Tôi bóc ra cho mọi người xem thử mặt nuôi trùng như vậy. Trùng cũng khá là dày nha mọi người. Bắt những chỗ khác xem. Chỗ này đây. Wow, rất là nhiều trùng nha mọi người nha. Cái trùng béo mập nó ăn hoàn toàn là cái phụ phẩm nha đam, rác thải hữu cơ mà chúng ta bỏ đi. Cái phần thịt nha đam thì chúng ta sẽ làm thực phẩm để ăn, còn cái phần vỏ chúng ta bỏ đi và chúng ta sẽ nuôi trùng quế.